Tập 7. Anh như vậy sẽ bị quản lý đô thị bắt đó, cho nên mới phải nấu nhanh một chút. 8 chiếc bánh bao nhỏ Thượng Hải, 5 phút sau là xuất lòng được rồi. Đem về để cho bà nội thử chút đi, đảm bảo so với đồ cửa hàng nhỏ bán còn ngon hơn nữa. Anh bạn à, Thượng Hải là thành phố quốc tế lớn mà. Mọi người ai cũng có trách nhiệm bảo vệ diện mạo của thành phố. Cậu như vậy là không có giấy phép đó. Tôi cũng không kinh doanh mà. Cậu đây là muốn quản lý đô thị đến mà. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi đi tìm quản lý đây. Mì chiên nấu xong rồi đây, mau đến thử đi. Món ăn tầm 3 phút nữa là được rồi. Đến thăm bà nội thực ra là do tôi tự nguyện. Hôm nay nhận 100 tệ của cô, tôi rất băn khoăn. Nếm thử tay nghề của tôi đi, nếu hương vị không tồi thì hai chúng ta hợp tác. Còn nếu hương vị không ra gì thì khoản tiền 100 tệ đó coi như hai chúng ta thanh toán xong. Cô cũng không cần mang theo gánh nặng làm gì. Từ Thiên à, Từ Thiên, Từ Thiên. Đến rồi, hỏng bét rồi. Lúc nãy có một người đàn ông đi qua, giúp tôi chặn anh ta lại đi. Anh ta hình như đi báo với quản lý đô thị rồi. Quản lý đô thị đến rồi, mau thu dọn đồ đạc đi. Sắp xong rồi, đùa cái gì vậy, sao cậu vẫn còn sao? Sắp sửa rồi, bây giờ không dọn thì không kịp. Mau mau, mau lên đi. Chính là bên kia kìa. Đồ không dọn cũng không sao, người mà bị bắt sẽ bị coi như trộm cắp. Trong hai sẽ phải chết một, không liên quan tới tôi. Mau lên xe đi. Lên xe đi. Đi đi. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại, đứng lại. Trên núi chảy một dòng sông, dòng nước lặng lặng chảy. Bất luận hôm nay đi về phương nào, cuối cùng cũng sẽ đổ vào biển rộng. Nào, ngồi xuống đây đi. Nè, nhưng lúc còn nóng, ăn thử đi. Nào, cho cô nè. Thử coi tay nghề của tôi như thế nào. Thế nào chứ? Đói rồi thì ăn gì cũng ngon mà. Là do ngon mới thấy đói, càng ăn càng đói. Rau xanh thì còn thiếu một chút lửa nữa. Không tồi. Có đáng giá 100 tệ hay không? Đương nhiên không đáng rồi. Đồ xào bên đường sao có thể đắt như vậy chứ? Vậy có đáng hợp tác hay không? Anh định sống như vậy suốt nửa đời sao hay sao? Sống như thế nào? Đầu óc nóng lên là muốn làm gì thì làm. Trước khi làm không có kế hoạch, nó không chừng sau này cũng không ấm đầu đâu. Vì sao vậy? Vì sao mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của cô? Tôi còn chưa đồng ý đâu nha. Cô đừng có áp lực quá. Tôi còn lâu mới bị áp lực. Vậy thì đúng rồi. Mọi người đều vui vui vẻ vẻ. Dù cho cô không làm thì tôi cũng muốn làm. Ngày sau còn dài mà. Nó không chừng hôm nào đó cô không nhịn nổi liền đến giúp đỡ tôi, thì chỗ của tôi và Triệu Trọng liền có thêm một vị khách quen. Tôi rất ít khi ra ngoài ăn. Quán của nhà mình, nhà ai? Của cô, của tôi, của mọi người. Lại đem tôi kéo vào bên trong nữa. Mau ăn đi. Lên xe, đến trung tâm quản lý đô thị đi. Làm gì chứ? Làm gì nữa hả? Đi dọn đồ chứ làm gì? Người ta đem theo khóa lại nhập kho, đóng cửa rồi về nhà, thì ngày mai chúng ta liền xong rồi. Không nguy hiểm vậy đâu.
Tôi có lấy bằng tốt nghiệp hay không không quan trọng, nhưng mà còn cậu thì sao? Vì còn không lột da cậu ra hay sao chứ? Đừng có quên, bánh bao nhỏ nhớ mang qua cho bà nội đó. Nguội rồi hương vị sẽ không còn ngon nữa. Cũng tự mình nếm thử đi. Đi nha. Đi đây. Nào nào, đợi tôi chút. Hương thơm ngập trời. Lòng người vốn thất thường. Xin ban theo tình yêu của ta. Đi tới trong mưa gió. Nào nào, nào nào. Ước hẹn nơi chân trời. Đẹp quá, giống như làm riêng cho con bé vậy, dễ nhìn quá. Bà giỏi thiệt nha. Được rồi, bà chí khốt bà. Đẹp quá, người đẹp mặc gì cũng đẹp hết. Đó còn phải là vợ của ai nữa. Xoay một vòng để bọn cô coi. Mau xoay đi, xoay lại xoay lại. Dễ nhìn gì. Đẹp quá đi chứ. Nè, thật xinh đẹp, có còn nữa không? Tôi vẫn còn nữa đó, đồ áp đáy hòm. Bà có ý gì chứ, đồ áp đáy hòm là sao? Được rồi, đổi một bộ nữa đi. Tôi nói bà nghe, bà sẽ phải sáng mắt. Sáng mắt bà ra thì có. Kéo rèm ra cho coi. Thế nào? Cửa hàng bà còn lại bộ này thôi á hả? Đẹp biết bao nhiêu. Người Trung Quốc kết hôn đều thích loại rực rỡ may mắn như này. Mặc bộ này vào giống như lúc chúng ta ăn cơm xong đi ra múa quảng trường không? Trông mừng biết bao nhiêu. Con cảm thấy khá dễ nhìn mà. Con vừa vào liền thích bộ này đó. Vậy con nghĩ kỹ nha, liền chọn nó. Chị Lệ à, không vui hay sao? Đâu có, chỉ là trong lòng có chút hốt hoảng thôi. Anh Thiên bao giờ mới trở về vậy? Thứ hai. Hôn lễ không phải vào thứ hai hay sao? Phải rồi. Bà ơi, ăn ngon không? Ngon quá, mua ở đâu vậy con? Quá ngon luôn đó. Đây là do Từ Thiên đó. Nấu ăn ngon quá đi. Ăn ngon lắm. Bà lại ăn cái kia nữa đi. Ăn ngon quá. Con cũng ăn một chút đi. Con không ăn đâu, đây là đặc biệt mang đến cho bà mà. Bà không phải là muốn ăn bánh bao nhỏ hấp lòng hay sao?
Từ Thiên à? Tiểu Lệ à? Em tìm anh hả? Em nói to một chút đi, bên này không nghe rõ. Anh đang làm gì đó? Anh đang ở chỗ quản lý đô thị. Quản lý đô thị hả? Không sao đâu. Thật sự không sao mà. 1.000. 1.000 dữ vậy? Tôi đã nhờ người quen đó. Nếu không thì đến 2.000 cũng không trả lại đồ cho chúng ta đâu. Vậy 1.000 liền 1.000 đi. Tôi gọi điện cho Tiểu Lệ một chút. Cậu nói nghe dễ dàng quá ha. Ban ngày đụng xe chỗ 3.000 đó là của tôi. Hết rồi. Tự lấy đi. Mật mã, ngày sinh nhật của tôi mà cậu còn không biết nữa hả? Mau đến đây lấy đồ đi. Tôi sắp hết ca rồi, phải đóng cửa. Đến đây. Em nói đi. Sao anh lại ở chỗ quản lý đô thị vậy? Hôm nay anh ở bên đường nấu ăn hai món. Bếp bị người ta thu hồi rồi. Tại sao vậy? Thực tập tốt nghiệp đó mà. Vậy lúc nãy có chắc đến vụ đụng xe thì sao? Buổi trưa bị đụng. Không đâm phải người chứ. Đâu có. Trưa nay em gọi cho anh hai lần, đều là máy bận hết. Anh đang ở bệnh viện. Bệnh viện hả? Với bà. Điện thoại bị giám sát cho nên mới không nghe. Bà nào vậy? Giám sát ai? Bà của người khác. Giám sát anh chứ ai? Từ Thiên à? Từ Thiên. Muốn chết hay sao vậy? Sẽ bị nổ đó biết chưa. Cậu còn nghe điện thoại gì chứ? Mau thu dọn hết đồ đạc của mình đi. Cái này không nổ đâu mà. Không nổ. Thế nào? Phát nổ. Cậu ba, cháu gửi tiền, cậu đếm thử xem. 1, 2, 3. Đúng rồi, mau gọi cậu ba đi. Cậu ba tới đó. Cậu ba. Được rồi. Để tôi giúp cậu. Cậu ba à, đi thôi. Qua bên này. Từ Thiên à. Cái gì? Anh không sao chứ? Cái gì phát nổ vậy? Không có gì phát nổ đâu. Bây giờ anh về trường đây. Từ Thiên à. Chị Lệ à, không sao đâu. Bọn anh bây giờ về trường. Mau dọn đi. Đã nhận được vé chưa? Nhận được rồi. Mau đến đây dọn đi. Thứ hai đó, ngày mai. Giờ buổi sáng anh đừng có quên nha. Cái gì phát nổ vậy? Không có gì đâu. Anh sẽ không quên đâu. Ngày mai gặp em. Cướp nha. Đưa điện thoại cho mẹ, nhanh lên. Dạ cướp rồi, đưa mẹ. Hai người họ về trường học rồi. Ngày mai là lễ tốt nghiệp. Lại nhìn không được cho nên gọi chứ gì. Anh ấy nói thứ hai về mà mẹ. Làm điều thừa thải không à. Tôn Ngộ Không dù thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Con cứ yên tâm đi ngủ đi. Không có chuyện gì đâu. Mẹ lên tầng trước đây. Mẹ cẩn thận nha. Một, hai, ba, đi. Cậu ba à, khi nào đến nhà ăn cơm nha. Trước để cái nhỏ xuống, để cái lớn trước đi. Được rồi. Nào, 1, 2, 3. Quá sức quá chừng. Nào. Đồ ăn với bánh bao nhỏ ăn ngon không? Tôi tới một miếng cũng chưa thử. Triệu Tử Tuệ ăn thử rồi. Ăn ngon không? Cô ấy nói cô ấy đang đói. Đồng ý nhập bọn rồi chứ? Chưa có đồng ý. Đợi bảo hiểm bồi thường chỗ tiền 3.000 kia. Lấy được hóa đơn cầm đi đuổi sao chổi. Cái xe này của cậu còn bảo hiểm nữa hả? Tôi cẩn thận hơn cậu nhiều. Nè, giả Tiểu Đoá không phải vừa hay bán bảo hiểm đó hay sao? Sau này chuyện bảo hiểm để cho cô ấy làm đỡ phiền phức hơn. Anh Thiên à, tôi nói cho cậu nghe, chuyện của chúng ta không thể có giả Tiểu Đoá được. Cô ta khắc tôi. Có cô ấy không chừng sẽ có Triệu Tử Tuệ đó. Vẫn còn nằm mơ hoài à. Không có hai người bọn họ, hai người chúng ta tự làm cũng vậy thôi. Hai người đàn ông làm tới làm lui,
Làm ra tất cả đều là ác mộng hết. Trước khi gặp được Triệu Tử Tuệ, cậu đâu có nói như vậy đâu. Bây giờ gặp rồi. Thật chăm chỉ làm sao đó. Đợi lát nữa tớ sẽ chuyển vào hộp thư của cậu. Cái gì vậy? Trưa mai tớ tiễn bà nội xong, đến hôm nay chúng ta lại đến Chiết Giang gặp nhau ở cửa hàng bánh bao nhỏ nha. Đợi tớ gửi tin cho Từ Thiên đã. Nghĩ thông rồi hay sao? Trước tiên thương lượng đã. Hơn nữa cửa hàng đó vừa dặn ở vùng phụ cận mà. Còn không phải sao? Cũng phải làm thêm một cái nghề tay trái. Ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Dặn nhất ngày nào đó cậu cũng không muốn làm ở EDH thì bên này vẫn có kinh doanh được. Tớ sẽ không rời EDH đâu. Vẫn là Từ Thiên có bản lĩnh, có thể thuyết phục được cậu ha. Lữ Sảnh từng đến rồi. Nói là vợ của ông chủ Diêm của công ty các cậu đó. Chị ta tự nói đó. Tớ cũng không biết có phải thật hay không nữa. Vừa mới vào cửa đã hỏi đông hỏi tây một vòng lớn rồi. Chạy đến mở tủ quần áo của cậu ra. Nói bên trong không có bộ quần áo nào ra hồn hết. Dùng toàn đồ tiện lợi rẻ tiền thôi. Còn hỏi xem cậu là người nơi nào. Sống khổ sở như vậy chẳng trách muốn trèo cao. Cậu khẳng định đã đắc tội chị ta rồi. Chị ta là vợ trước của Diêm Nhược Châu. Chẳng trách nào. Tớ đã đoạn tuyệt với Diêm Nhược Châu. Hai người bọn họ muốn phục hôn. Cậu với Diêm Nhược Châu cũng tính là hòa hợp hả? Thôi bỏ đi, cũng đã qua rồi mà. Đã qua rồi mà còn vương mẫu nương nương đến đây. Thật đúng là thiếu nợ mà. Cậu mắng chị ta rồi hay sao? Tớ chỉ nói chị ta là vương mẫu nương nương thôi. Cũng có thể coi là lời tốt mà. Vậy cậu đã nói những lời tốt đẹp gì rồi? Có nói gì đâu. Toàn thân chị ta thật ra cũng chỉ là da thịt già nua. Cậu một thân mộc mạc đứng vững một chỗ với chị ta, đàn ông cũng sẽ không nhìn chị ta nhiều hơn một chút. Có phải là tớ đã thêm phiền phức cho cậu rồi hay không? Giúp tớ xả giận thì có. Tớ đều không có cơ hội nói. Sau này nếu như có cơ hội gặp chị ta một lần, cậu không cần để ý, cứ mắng chị ta một trận. Cũng không thể không để ý được. Lý tưởng của tớ là phát triển EDH. Nè, vậy bây giờ cậu lại làm cái này, không tính là lý tưởng của cậu hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Từ Thiên dậy đi. Thức dậy, thức dậy. Tốt nghiệp rồi, cuốn xéo rồi anh vẫn còn ngủ đây. Thiệt hết cách với anh luôn đó. Tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp rồi. Lấy quần áo mặc lên, một lát nữa chụp hình. Tôi thật là mẹ của hai người rồi. Tôi tắm cho hai người, mặc đồ cho hai người nữa. Cậu nhanh chóng lấy quần áo mặc lên đi. Dậy đi, nhanh lên. Tốt nghiệp rồi đó. Tôi nói với cậu, sau này nhỏ tiếng một chút, đến cả quỷ cũng bị dọa nữa. Hồn tôi cũng chạy mất đi nè. Có hồn, tất cả đều có. Chiều hôm nay đường Chiết Giang, số 276 của Hành Bánh Bao, bốn người đều có mặt. Cậu có ai nữa? Không có cô. Bốn người hả? Còn có vị khách tên Tứ Xuyên nữa đó. Đồng ý rồi nha. Thật hay giả vậy? Hai người nói cái gì vậy? Tôi không có hiểu gì hết. Khách tên Tứ Xuyên là sao? Đưa tôi đi với, tôi không biết gì hết nè. Quan viên thuốc của cô đi. Nhanh lên, đừng kéo dài thời gian nữa. Nhanh lên, nhanh lên, tốt nghiệp rồi. Nhanh lên. Vẫn là câu nói đó. Hôm nay là ngày then chốt. Nhắc đến giả tiểu đoá đang bực mình đi nè. Không có đủ. Nếu để cô ta tự làm, quá khó đó. Lại khó cũng có giá trị. Triệu Tử Tuệ rốt cuộc có hay không có khả năng vậy? Cô ấy gọi chúng ta đến mà. Chúng ta nghe cô ấy đi. Bánh bao của cô đi. Cảm ơn. Tiểu đoá à, đến rồi hay sao? Ngồi đi, ngồi đi. Hai người bọn họ đâu rồi? Sớm thôi, bà đưa đến hay sao? Ờ. Đến sớm quá vậy. Ăn bánh bao đi. Cái này là tối hôm qua tôi mô phỏng làm theo đó. Chuyên nghiệp như vậy hả? Đợi một chút. Lần đầu tiên hội nghị nên chụp ảnh để sau này làm kỷ niệm chứ. Đợi một chút. Vì sao phải dùng điện thoại của cô? Vậy dùng điện thoại của Triệu Tử Tuệ đi. À đúng rồi, được rồi, dùng của tôi nè.
Tiên sinh ơi, làm phiền anh chụp giúp tôi một bức ảnh nha. Được rồi, cảm ơn. Nào nào, chụp ảnh kìa, nhanh lên. Chuẩn bị nha. Gần một chút đi, cái thằng này. Mọi người xong chưa? Cuộc họp bắt đầu. Một bên ăn bánh bao, một bên xem tư liệu nào. Mọi người xem trước. Thống nhất ý kiến sao? Căn cứ vào hạn ngạch đầu tư ban đầu, tôi lại đi làm cũng được 3 năm làm kế hoạch hàng tuần chi tiết. Mới tiệm cơm tôi cũng không hiểu mấy. Chẳng qua cũng chỉ là phong cách kinh doanh hương vị đích thực thôi. Diện mạo cửa hàng chân thành hiếu khách, thỉnh thoảng lại tặng một món quà nho nhỏ. Kiên quyết 24 giờ để làm tất cả. Cùng với phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, gửi thực phẩm hàng hóa đến nơi đến chốn, bát đũa, dụng cụ ăn uống, bàn ghế đèn bảng hiệu. Nhà của cô mở tiệm cơm hay sao vậy? Anh mới mở tiệm cơm đó. Rất là am hiểu như vậy, lại còn nói là không biết. Ý của tôi là nói những cái này đều không quan trọng. Mọi người mở tiệm cơm đều rất chú ý. Có một vài chuỗi 3 năm, 5 năm đưa ra thị trường. Có hay không? Tôi cũng đâu có biết. Vì vậy, muốn lấy trình độ ở bên ngoài cửa hàng. Là có ý gì chứ? Xem điều thứ hai đi. Trước 2 tháng phải phấn đấu để đạt được sự cân bằng tốt nhất, nắm bắt được một số khách hàng thường xuyên. Ngày đầu tiên của tháng thứ 3 bắt đầu tìm thăm xung quanh trong vòng 3 cây số. Có một số người có thói quen ăn uống, đặt kế hoạch mỗi tuần 7 ngày, quy tắc khẩu vị, tình hình thu thập. 3 ngày làm, buổi tối nhất định phải làm cho rõ. Đặt kế hoạch lợi nhuận và thua lỗ trong vòng 3 km xung quanh cửa hàng. Một thời gian không bao lâu, đến tháng thứ 6 tiệm ăn nên có thu nhập ổn định rồi. Cổ đông một phần tiền không trả. Tiệm cơm cũng không phải là tăng vốn đầu tư. Dùng thu thập có lợi nhuận để tham gia đầu tư trong vòng 5 km. Kinh doanh suy giảm, nhưng mà số lượng thực khách đến tiệm cơm ổn định. Tham gia cổ phiếu nhỏ, thất bại cũng không sao, thua lỗ không quá lớn. Thậm chí tích lũy kinh nghiệm, xong rồi sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư. Vì vậy lợi nhuận của tiệm cơm không bao giờ lưu lại toàn bộ số tiền. Chúng ta vừa không yêu cầu tiền trong tiệm cơm thứ hai, chỉ cần bọn họ lấy tên của tiệm thay đổi, gọi tên của chúng ta. Năm thứ nhất nhất định phải có 2 cửa tiệm. Có phải là nói cực kỳ hay hay không? Nữ gia Cát Lượng mà. 3 năm sau tôi chính là Lưu Bị, cậu chính là Trương Phi. Sao vậy? Tức giận hả? Không tức giận. Trương Phi thì tức giận cái gì? Cậu tức giận mà. Cậu nghe thấy chưa? Nghe rồi. Người ta nói rất rõ ràng mà. Không chừng 1 năm, 2 huynh đệ chúng ta bỏ tiền vào mất trắng. Sau đó 1 phần tiền cũng không lấy được. 3 năm 1 phần tiền không tranh, giảm thiểu chi phí sinh hoạt. Vậy công việc gì cái gì? Vì cuộc sống gọi là công việc, vì lý tưởng gọi ăn đắng. Mục đích của hai người là vì lý tưởng hay là cuộc sống đây? Tất nhiên là lý tưởng rồi. Nếu như vì cuộc sống tôi sớm đã trở về hoàn thành. Cô có thể nói lại cụ thể một chút được không? Bánh bao đã nguội hết rồi, sao mọi người không ăn nữa? Bây giờ chúng ta nói về tỷ lệ cổ phiếu đi. Triệu Trọng à, làm sao, sao lại tới bước này nữa? Nếu như tôi muốn đầu tư, tôi nói nếu như thôi nha, tôi nhiều nhất 1 vạn. Tôi 3 vạn. Tôi cũng 1 vạn luôn. Tỉnh lại đi, hiểu nhầm rồi. Trong này không có cô và cô không có liên quan. Không liên quan gì đến tôi hả? Triệu Tử Tuệ là chị em kết nghĩa với tôi đó, không liên quan đến tôi. Cô ấy với cậu không có liên quan đó. Sao lại nghe không hiểu vậy? Chúng tôi không thiếu 1 vạn của cô. Chúng tôi cũng không thiếu 1 vạn của cậu đâu. Tôi cố gắng 1 vạn 2. Còn tôi cố gắng 1 vạn 3. Cô lấy đâu ra nhiều tiền quá vậy? Lấy tiền bảo hiểm của mẹ cậu ra, thế là đủ rồi. Nếu mà tôi không xem cô là con gái thì tôi sẽ ra tay chứ gì. Vậy cậu xem tôi như con trai là được rồi. Nào, chuẩn bị xong chưa? 1, 2, 3.
Được, không có gì nào. Từ Thiên, cậu muốn bàn như thế nào thì bàn thế đó. Cậu bàn cái gì cũng được hết. Không tham gia với mấy người nữa. Đừng có đi chứ, chưa bàn xong mà. Giả vờ tức giận đó. Thực ra là sợ phải thanh toán thôi mà. Tôi sợ thanh toán hả? Trò cười, cô hỏi Từ Thiên đi. Tôi có lúc nào mà sợ thanh toán đâu. Không cần thối. Có đủ hay không vậy? Một chút nữa, còn ăn một chút đồ ăn nữa mà. Từ đó à, cậu nói những lời này gọi sớm tức giận thì có. Sẽ không đâu, trong lòng có đếm mà. Sau này mọi người đều phải hợp tác, ồn ào cũng tốt. Đi nha. Đi đâu? No rồi, đi ra vận động một chút. Cậu chưa ăn mà. Ăn bánh bao đi. Ăn đi. Chuyện đó, tỷ lệ cổ phiếu thật ra tôi cũng nghĩ qua rồi. Cô chia cổ phiếu 10%. Cô xem, cô còn phải đi cao ốc văn phòng làm việc, đúng không? Hậu cần đều là tôi và Tiểu Trọng làm. Ai nói tôi đi làm như thường? Nếu đã quyết định rồi, thời gian của tôi cũng sẽ phải điều phối. Nói lại lần nữa đi, 15%. Anh có phải đàn ông hay không vậy? Được. Không nói nữa, bất kể đầu tư bao nhiêu tiền, 4 người tính lợi nhuận bao nhiêu, có được không? Giống đàn ông rồi đó. Cô nói loại người này của cô không phải phát tài, còn ai phát tài nữa? Hôm nay bàn xong hạn ngạch đầu tư, sẽ soạn thảo hợp đồng ra, 4 người sẽ ký tên với nhau. Ngày mai là thứ hai, tôi phải lao vào việc của EDH. Có hiệu quả vậy sao? Việc của ngày đầu tiên phải xong trong ngày đầu tiên. Tôi ngày mai phải ngồi cao tốc về hoàn thành đó. Hợp đồng của cô còn chưa ra thì làm sao mà tôi ký được? Hợp đồng làm xong rồi. Mô hình hợp đồng cổ phần, thực phẩm và đồ uống. Chỉ là 4 người cổ đông của hạng ngạch đầu tư này và cổ phiếu không được lấp đầy. Thương lượng xong rồi, in ra thì có thể ký tên ngay. Có nguyện vọng gì? Đều có thể phản hồi mà. Sự việc này chưa từng xảy ra. Tôi chỉ sợ cô ngày mai ký tên và sẽ hối hận thôi. Nguyện vọng của tôi, lập tức in ra ký tên. Được. Vậy đi tìm Triệu Trọng và Tiểu Đoá gọi vào đây. Không cần đâu, một lát nữa tôi đến bên đường nói chuyện với bọn họ. Vậy tôi đi nói Tiểu Đoá, anh đi nói với Triệu Trọng nha. Được. Túi dùng rồi hay sao? Tận dụng tối đa để ở trong nhà cũng sẽ lãng phí thôi. À phải rồi, đợi một chút sẽ trả gấp đôi cho anh. Tôi không cần. Ngày mai về nhà, đem cho những người trong nhà cái gì rồi? Đem cái gì chứ? Trong nhà có những người nào? Mẹ tôi, bạn gái của tôi. Được, vậy hợp đồng bảo Triệu Trọng với Tiểu Đoá in đi. Đợi một lát nữa, cùng tôi đến một chỗ. Đi đâu vậy? Đừng có hỏi nữa. Vậy tôi đi nói với Tiểu Đoá đây. Đại công báo thành rồi. Bên trong USB là hợp đồng, in ra điền tiền và cổ phần. Cậu ra một dạng, tôi ra ba dạng. Giả Tiểu Đoá tùy ý ra. 4 người chúng ta bình đẳng, mỗi người đều hưởng 15%. Có được không? Anh ít rồi. Không ít. Đồng tâm mới quan trọng nhất. Tham gia bao nhiêu cổ phần? Cổ phần nhỏ mình 10%. Đầu tư 8.000 tệ. Từ Thiên nói mọi người bình đẳng. Mình vừa không ra sức. Bình đẳng. Có người là muốn tức giận. Nói thật mà. Cậu đừng có lo lắng cho mình. Hợp đồng in ra mình ký tên là được chứ gì. Một người mỗi người 13%, mình 10%. Vừa không ra sức, còn được làm ông chủ nhỏ, cũng được rồi mà. Triệu Tử Tuệ, cổ phiếu rỗng. Cô ấy vừa mới nói một số chuyện, cậu phục hay không phục? Có phục không? Từ Thiên à, Tử Tuệ bảo anh cùng cô ấy đi cửa hàng trang sức kìa. Cửa hàng trang sức hả? Cô ấy nói như vậy mà. Đợi hợp đồng in ra rồi sẽ gọi điện cho hai người. Nhanh đi đi. USB ở chỗ cậu hả?
Tôi tự in ra là được rồi. Bye bye. Một dạng cậu thay đổi hợp đồng thì phải làm sao? Tôi là đại biểu của Triệu Tử Tuệ. Phía trước có quán in, tôi biết đường. Nhanh lên đi. Bộ sợ tôi hay sao? Đi. Tôi mà sợ cô hả? Cửa hàng này trước đây giảm giá một thời gian, không biết bây giờ còn nữa hay không. Đợi một chút. Cô có ý gì chứ? Đây là cái túi tôi muốn rồi, nhưng mà tôi không thể trả đủ số tiền cùng một lúc. Mua cho anh một thứ đồ như vậy, đúng lúc anh tốt nghiệp về nhà. Đưa cho mẹ của anh và bạn gái của anh một món quà nha. Cái túi này là tặng cho cô mà. Vào đi, nếu không đến khi tôi mua rồi anh không hài lòng nữa cho con. Thích cái nào? Mua nhẫn nha. Dây chuyền đắt quá, tôi lỗ rồi. Lỗ cái gì mà lỗ? Đi đi. Đừng có đi mà. Người lớn tuổi đều rất thích nhẫn vàng. Anh coi. Mẹ của tôi có rồi. Vàng không có nhiều đâu. Lại nói, anh trưởng thành như vậy mà từng mua nhẫn cho mẹ anh chưa? Từng mua chưa? Chưa. Sau khi tốt nghiệp chính là lúc thích hợp nhất. Bạn gái của anh thích màu đơn thuần hay là thích sặc sỡ vậy? Cô ấy đơn thuần mà cũng không đơn thuần, cũng không tính là sặc sỡ. Phong cách Trung Quốc đi. Vừa đúng cái này phong cách Trung Quốc nè. Cô không cần phải mua cho cô ấy. Anh mà mua cho mẹ thì bạn gái của anh sẽ không vui đâu. Cô ấy không biết không vui. Bạn gái của anh không phải là đều thuận theo anh sao? Cũng không có. Hai vị chọn xong chưa? Gần đây trong cửa hàng có khuyến mãi đó. Mấy lần vậy? Nhiều nhất là 98 lần. Mới 98 lần thôi. Vàng kim đều theo giá quốc tế. Vậy lấy cái này ra cho tôi xem một chút nha. Vâng ạ. Triệu Tử Tuệ. Được rồi, anh có thể ra ngoài giùm. Nói giá tiền đó. Cảm ơn nha. Thật ngại quá, người bạn của tôi lúc nãy đâu rồi? Cô ấy lên lầu nơi trưng bày đến kim cương. Kim cương hả? Đúng rồi. Không phải là kêu anh đợi ở bên ngoài hay sao? Mua nhẫn kim cương. Mua không có được. Tôi đeo vì đam mê thôi. Đẹp không? Không phải chỉ là một viên đá thôi hay sao? Đeo vào trong lòng đều ngứa ngáy. Nhẫn vàng mua chưa? Ở đó kìa, tôi lấy cho. Đừng có động. Cái này không thích hợp với khí chất của cô đâu. Lại đắt như vậy nữa.